Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ sáu ngày 9 tháng 6 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong chương trình. Tổng kết đợt thi đua chào mừng 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên. Hội cựu chiến binh tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận ở tổ về dự án luật đất đai. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2023 và biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước tỉnh Hưng Yên. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 75 cá nhân tập thể điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Hưng Yên trong thời gian qua. Sau hơn 5 tháng phát động, đợt thi đua thu hút hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tích cực tham gia với nhiều cách làm hay sáng tạo gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách của cơ quan đơn vị địa phương. Nhiều phong trào thi đua tiêu biểu như thi đua doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, thi đua nâng cao cải thiện môi trường kinh doanh và cạnh tranh cấp tỉnh, xây dựng chính quyền hoạt động hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2022-2025, phong trào cán bộ công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới đều đạt kết quả cao. Tham gia phong trào thi đua nước thì Hội nông dân huyện Yên Mỹ chúng tôi cũng muốn là đóng góp công sức và những thành quả để cùng với cả tỉnh Hưng Yên là phát triển mạnh mẽ. Thì bản thân tôi thì rất vui và phấn khởi được tập thể Hội nông dân huyện chúng tôi trên địa bàn huyện Yên Mỹ thì được các cấp của tỉnh ghi nhận với kết quả hoạt động của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hưởng ứng cái kêu gọi yêu nước của tỉnh theo lời Bác thì doanh nghiệp công ty chúng tôi tạo điều kiện được mấy trăm suất quà cho bà con ăn Tết, ủng hộ gia đình nghèo, rồi những cựu chiến binh, rồi làm những việc thiện, và tôi kêu gọi lan tỏa cho những người khó khăn để giúp đỡ bà con. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác thì Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện của chúng tôi trong cái thời gian qua thì rất là tích cực hưởng ứng các cái phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động để góp phần thực hiện cái kế hoạch yêu nước của tỉnh, của trung ương cũng như là lời kêu gọi của Bác Hồ. Thì trong thời gian qua thì cái kết quả chúng tôi thực hiện được thì đã được các cấp các ngành cũng như là tỉnh đã được ghi nhận. Tổng kết đợt thi đua đặc biệt, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương khen thưởng theo thẩm quyền. Toàn tỉnh có 37 tập thể, 2 hộ gia đình và 36 cá nhân tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng. Đây là những tấm gương sáng, là hạt nhân nòng cốt, góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu thực chất và đạt kết quả tốt hơn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định những thành tựu to lớn tỉnh Hưng Yên đạt được trong thời gian vừa qua là do nhân dân trong tỉnh làm nên dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó không thể không nói đến vai trò và đóng góp quan trọng của các phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ, các tấm gương chiến đấu kiên cường, hy sinh, anh dũng, các điển hình trong học tập, lao động sản xuất. Các phong trào thi đua trong thời gian qua đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của các cơ quan đơn vị địa phương, đồng thời gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Tôi tin chắc rằng bên cạnh 75 điển hình tiên tiến về dự hội nghị ngày hôm nay, chúng ta vẫn còn rất nhiều tấm gương điển hình tiên tiến khác nữa đang thầm lặng lao động, học tập, chiến đấu và công tác trên các lĩnh vực. Đằng sau những tấm gương điển hình tiên tiến là quyết tâm vượt khó vươn lên để đóng góp cho quê hương đất nước. Những cá nhân tiêu biểu được tuyên dương hôm nay là những tấm gương sáng để góp phần làm cho phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và đạt hiệu quả tốt hơn. Chúng ta cũng thật sự là xúc động và trân trọng những tấm gương sáng đã hết lòng vì cộng đồng, quan tâm đến những hoàn cảnh éo le, khó khăn. Chúng ta cũng thực sự là vui mừng
khi nghe những thành tích dạy và học tốt của thầy, cô giáo và các em học sinh, những tấm gương lao động, chiến đấu xuất sắc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trí thức, công nhân, nông dân, cựu chiến binh, các chiến sĩ lực lượng vũ trang đã vượt qua bao khó khăn, gian khổ, ngày đêm lao động cần cù, sáng tạo, dám hy sinh, đóng góp công sức của mình vào sự phồn vinh, hạnh phúc và sự bình yên của đất nước, quê hương. Thay mặt cho tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc mà phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta cũng như các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã giành được trong thời gian qua. Để phong trào thi đua yêu nước ngày càng thực chất hiệu quả hơn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, tăng cường đôn đốc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Trần Quốc Văn điểm lại quá trình phát triển của tỉnh Hưng Yên kể từ khi tái lập tỉnh. Từ một tỉnh thuần nông, điểm xuất phát thấp với đầy khó khăn, thử thách, nhưng sau 26 năm được tái lập, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, quyết tâm thực hiện ba đột phá chiến lược và tập trung thu hút đầu tư, đến nay Hưng Yên đã thực sự thay da đổi thịt, hình thành dáng dấp đô thị, công nghiệp hiện đại, bộ mặt nông thôn nhiều nơi thay đổi nhanh chóng. Nghị quyết đại hội 19 nhấn mạnh tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược và tập trung thu đầu tư. Đến năm 2022 thì thu ngân sách của Hưng Yên là đứng thứ 5 toàn quốc và tốc độ tăng trưởng chúng ta là 12,84%, thể hiện chúng ta thực hiện rất quyết tâm, quyết liệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược. Chú trọng hạ tầng giao thông thì được thể hiện rất là rõ. Bằng con số thì là cả nhiệm kỳ này ba cấp, cũng cho là cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đầu tư là khoảng 54.000 tỷ. Một năm bây giờ chúng ta bằng cả nhiệm kỳ của các nhiệm kỳ trước. Chủ yếu là chúng ta tập trung phát triển, trong đó có hạ tầng giao thông. Vì giao thông đi đến đâu thì dân giàu đấy mà. Thì nên nói là đột phá đô thị. Vân Đăng hiện nay đã phát triển rất là tốt về đô thị. Và tiếp tục đó là Mỹ Hào và An Thi và thành phố Yên. Chúng ta sẽ quyết tâm là làm sao mà khôi phục được phốn cỏ trên diện tích khoảng 1.800 hectare. Và xây dựng một cái thành phố mới ở đó khoảng 1.300 hectare ở ngoài bãi. Thì hiện nay là cơ cấu nền kinh tế là chúng ta tỷ trọng công nghiệp chiếm khoảng 64%. Hướng đi của chúng ta đó là phát triển công nghiệp. Và quy hoạch ngay từ nghị quyết đại hội đảng bộ thứ 19 của đảng bộ tỉnh ấy, thì cũng đã khẳng định và có nghị quyết là đến năm 2037 Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Vậy là các nhiệm vụ sau của các hệ và toàn thể nhân dân của chúng ta thực hiện nghị quyết là như thế nào, xây dựng kế hoạch là như thế nào, thì ngay từ đầu tiên là quy hoạch tỉnh phải đưa vào. Sau này nếu có sát nhập tỉnh thì đấy tôi cũng thông báo là bà con nghe các quý vị và các đồng chí nắm được là nếu mà có sát nhập tỉnh chăng nữa thì nếu được phê duyệt là quy hoạch tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thì không phải sát nhập, mà chúng ta xứng đáng được điều đó. Mà muốn được điều đó thì phải quyết tâm, tức là cả đảng bộ, chính quyền và toàn thể cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức doanh nghiệp và toàn thể nhân dân phải đoàn kết. Đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết hơn nữa, là chúng ta quyết tâm để xây dựng Hưng Yên chúng ta thực sự phát triển. Chúng ta được hưởng các cái chính sách an sinh xã hội, rồi hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị được phù hợp. Hưng Yên có thể là một trong những tỉnh thực hiện công tác an sinh rất tốt trong thời gian gần đây, vì chúng ta đang phát triển. Trước đây chúng ta đã hỗ trợ bảo hiểm y tế gì cho người nghèo, người cận nghèo. Nhưng mà từ năm 2023 thì tiếp tục là không phải đối tượng nghèo và cận nghèo nữa, và cho cả những người nông dân làm nông nghiệp, ngư nghiệp. Thế có nghĩa là người dân bây giờ đi khám chữa bệnh là không mất tiền, vì ta đã có cái bảo hiểm y tế mà tỉnh đã hỗ trợ toàn bộ cái đó. Do vậy là cái việc mà cái mục tiêu và khát vọng phát triển kinh tế xã hội là mục tiêu lớn nhất để ta thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội và nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân. Đấy là mục tiêu cuối cùng của chúng ta như vậy. Dù đưa lên thành phố trực thuộc trung ương hay đưa ra các mục tiêu, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội như thế nào đấy thì cũng là phục vụ cái mục tiêu đó. Nhưng mà đạt được những kết quả này thì chúng ta phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, như Bác Hồ đã dạy.
thi đua là yêu nước, mà yêu nước thì phải thi đua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kêu gọi Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua trên các lĩnh vực, quyết tâm xây dựng quê hương Hưng Yên đến năm 2025, Hưng Yên trở thành tỉnh nông thôn mới nâng cao và đến năm 2037, tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, xây dựng Hưng Yên trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển bền vững như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra. Cờ thi đua của chính phủ cho 39. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trong tỉnh đã kết nạp trên 900 hội viên, có trên 150 hội viên từ nơi khác chuyển đến, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên gần 70.000 người. Các cấp hội đã trồng trên 2.200 cây xanh, phối hợp với các đơn vị tặng gần 2.900 xuất quà cho các gia đình chính sách, hội viên nghèo, tổng trị giá trên 700 triệu đồng. Tuyên truyền vận động hội viên tham gia dự thi cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa ghi nhận biểu dương kết quả các cấp hội cựu chiến binh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tích cực, chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình, đề án của địa phương, phối hợp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tham gia giám sát phản biện xã hội về góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tiếp tục chỉ đạo các cấp hội nắm chắc tình hình địa phương, tư tưởng của hội viên và nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu, phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, gắn với phong trào thi đua yêu nước bằng các hoạt động thiết thực cụ thể. Các cấp hội cựu chiến binh tiếp tục duy trì, nâng cao, nhân rộng các mô hình cựu chiến binh tự quản tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt thực hiện phát triển mô hình cựu chiến binh tự quản bảo vệ môi trường, giữ vững tinh thần đoàn kết trong tổ chức hội, góp phần đưa tỉnh ta phát triển ngày càng giàu đẹp văn minh. Sáng nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hưng Yên tổ chức Đại hội Công đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh chọn làm điểm đại hội cấp trên cơ sở. Dự và chúc mừng đại hội có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Trong 5 năm qua, các công đoàn cơ sở của thành phố Hưng Yên đã thực hiện tốt việc đại diện chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên người lao động, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động có việc làm ổn định, 100% được ký hợp đồng lao động, 27 trên 43 doanh nghiệp thực hiện ký thỏa ước lao động. Trong nhiệm kỳ đã thăm hỏi động viên trên 1.100 đoàn viên công nhân lao động, huy động sửa chữa máy ấm công đoàn cho 4 đoàn viên khó khăn về nhà ở. Nhiệm kỳ 2023-2028, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục đổi mới tổ chức nội dung và phương thức hoạt động, phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho người lao động. Tiếp tục chương trình tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự phiên thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi tại tổ 12, gồm đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, Quảng Trị và thành phố Cần Thơ. Thời gian qua, dự thảo luật đất đai sửa đổi được lấy ý kiến rộng rãi và đã có trên 12 triệu lượt ý kiến đóng góp từ các tầng lớp nhân dân, bộ ban ngành từ trung ương đến địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Tại phiên thảo luận tổ, đại biểu Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị nghiên cứu sửa đổi khoản 5 điều 46 liên quan đến quy định về thu hồi đất nông nghiệp và điều 127 của dự thảo về thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế xã hội thông qua thỏa thuận. Có lẽ là nên
có một cái quy định mở, làm sao để các cái tổ chức cá nhân nhận chuyển nhượng rồi nhận góp vốn để đầu tư với quy mô lớn. Vì nhiều trường hợp nhà đầu tư đã cần 100, 200 hecta, thậm chí hàng 500, 1000 hecta. Nếu mà quy định như thế này thì sẽ rất là khó. Tại cái khoản 5 điều 46 thì tôi đề xuất là nên sửa đổi là tổ chức cá nhân được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Việc sử dụng đất phải bảo đảm đúng mục đích, phát huy hiệu quả và theo quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất là đủ. Cố gắng làm sao giảm bớt cái thủ tục, cái gì mà không cần thiết. Tiếp đó, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nhấn mạnh với các cơ quan soạn thảo nội dung liên quan đến quy định đất quốc phòng và đất an ninh gắn với hoạt động sản xuất kinh tế. Cần làm rõ đối tượng, nguyên tắc áp dụng, quyền và trách nhiệm của các đơn vị quân đội, công an liên quan và chỉ đưa vào luật những quy định mà trong quá trình tổng kết thực tiễn thời gian qua đã được kiểm chứng đúng đắn và phù hợp. Đại biểu Vũ Hồng Luyến, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đề nghị tại khoản 3, điều 23, dự thảo luật về cơ quan quản lý đất đai và công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn quy định, xã, phường, thị trấn có công chức làm công tác địa chính theo quy định của luật cán bộ công chức. Công chức địa chính ở xã, phường, thị trấn có trách nhiệm giúp Ủy ban Nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai tại địa phương. Nên bỏ cụm từ xã, phường, thị trấn có công chức làm công tác địa chính theo quy định của luật cán bộ công chức vì quy định như trên là không cần thiết. Phát biểu thảo luận tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết luật đất đai là dự án luật rất quan trọng. Chính phủ mong các đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến xuất phát từ thực tiễn giải quyết được những vấn đề tồn đọng tại địa phương để khai thác tối đa nguồn lực từ đất. Nhưng cũng phải nâng cao tầm nhìn dự báo để luật khi sửa đổi có tư duy đổi mới hướng đến chiến lược dài hạn. Cần đánh giá tác động, nghiên cứu kỹ và đặc biệt phải sử dụng tiết kiệm tài nguyên đất. Chiều nay, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai thực hiện đề án của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh xây dựng Công an tỉnh Hưng Yên thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Dự hội nghị có Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Là lực lượng vũ trang trọng yếu. Đề án gồm 5 phần, trong đó có thực trạng tổ chức cán bộ, cơ sở vật chất, kỹ thuật và hoạt động của lực lượng công an tỉnh, dự báo tình hình, quan điểm chỉ đạo, định hướng mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp. Việc ban hành đề án đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trong đầu tư xây dựng lực lượng công an tỉnh. Theo đó, công an các đơn vị địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án. Từng nhiệm vụ, mục tiêu phải được cụ thể hóa bằng các giải pháp để thực hiện, đảm bảo tiến độ, thời gian thực hiện gắn với trách nhiệm của tập thể cá nhân, tập trung làm tốt công tác, đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh kết hợp với các trung tâm y tế, các huyện, thị xã, thành phố, các trạm y tế xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh, triển khai kế hoạch uống vitamin A miễn phí đợt 1 cho trẻ. Trong đợt này, có 102.500 viên vitamin A các loại được cấp phát đến các địia điểm. Trong đó, trẻ từ 6 đến 11 tháng tuổi uống 1 viên nang loại 100.000 đơn vị. Trẻ từ 12 tháng tuổi đến 35 tháng tuổi có nguy cơ thiếu vitamin A loại 200.000 đơn vị. Trường hợp trẻ bị ốm không đến được điểm uống thì cộng tác viên dinh dưỡng sẽ mang thuốc đến tận nhà cho trẻ. Dự kiến có khoảng gần 100.000 trẻ trong toàn tỉnh được bổ sung vitamin A miễn phí đợt này. Đây là hoạt động nằm trong chương trình vi chất dinh dưỡng cho trẻ được tổ chức 1 năm 2 lần nhằm chủ động phòng chống bệnh suy dinh dưỡng và khô mắt cho các em. Vừa qua, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế giải tỏa 4 trường hợp vi phạm xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp theo kế hoạch số 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đây đều là các vi phạm có diện tích lớn và kéo dài từ nhiều năm nay. 4 trường hợp bị cưỡng chế giải tỏa vi phạm xây nhà xưởng, kho lán, nhà trọ trên đất nông nghiệp trước năm 2016 được Ủy ban Nhân dân xã Tân Quang tuyên truyền, vận động, tự tháo dỡ nhiều lần và đã bị lập biên bản xử phạt nhưng chưa tự giác chấp hành. Có hộ chỉ tháo dỡ mang tính chất đối phó. Trong đó, tại thôn Ngọc Đà, hộ ông Bùi Việt Hoàng có 3 xưởng tái chế nhựa rộng hơn 900m2, hộ ông Bùi Quang Hải có 2 xưởng tái chế nhựa rộng 975m2, hộ ông Đinh Văn Thuyền có 2 kho và lán để đồ có diện tích hơn 150m2. Tại thôn Chí Trung, hộ ông Phùng Viết Xế xây dựng 11 phòng trọ rộng hơn 230m2.
Trong ngày 8 tháng 6, xã Tân Quang huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tiến hành cưỡng chế giải tỏa triệt để đối với 3 hộ xây nhà xưởng và nhà trọ. Sáng ngày 9 tháng 6, hộ còn lại xin tự tháo dỡ kho láng vi phạm. Đây là đợt cưỡng chế giải tỏa vi phạm kế hoạch 93A quyết liệt triệt để nhất từ trước đến nay trên địa bàn xã Tân Quang. Thời gian tới, xã cương quyết giải tỏa triệt để đối với các trường hợp vi phạm còn lại để đảm bảo kỷ cương, tính nghiêm minh của pháp luật.